Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bộ kế hoạch đầu tư bác cả 3 phương án xây đường sắt tốc độ cao do Bộ Giao thông đề xuất. Ngày 30 tháng 11, VOA tiếng Việt loan tin, Bộ kế hoạch đầu tư Việt Nam bất động với hai bộ khác về đề án đường sắt tốc độ cao. VOA dẫn tin từ các báo Việt Nam ngày 30 tháng 11 cho hay, bộ kế hoạch đầu tư của việt nam vừa đưa ra đánh giá không khả thi đối với ba phương án xây đường sắt tốc độ cao do bộ giao thông vận tải đề xuất trong đó một phương án được bộ xây dựng ủng hộ voa cho biết cách đây hai ngày theo tin của thanh niên và một số báo khác bộ giao thông vận tải trình chính phủ đề án xây đường sắt tốc độ cao trong đó nêu ra ba sự lựa chọn hình ảnh bản tin trên voa Phương án 1, đề nghị chi hơn 67 tỷ đô la xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đường đôi, khổ ray 1435 mm, dài 1545 km, tốc độ thiết kế 350 km/h, chỉ để chạy tàu chở khách. Tuyến đường sắt Bắc Nam hiện tại sẽ được nâng cấp để chở hàng. Phương án 2 là ý tưởng xây mới tuyến đường sắt Bắc Nam, đường đôi, khổ ray 1435 mm phục vụ cả tàu chở khách lẫn tàu chở hàng, tốc độ thiết kế từ 200 đến 250 km/h, tốc độ tối đa để chạy tàu hàng là 120 km/h. Nếu chọn kịch bản này thì sẽ cần số vốn đầu tư khoảng 72 tỷ đô la. Phương án 3 cần sắp xỉ 69 tỷ đô la để xây tuyến đường sắt Bắc Nam, đường đôi khổ ray 1435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h chủ yếu để tàu chở khách chạy và dự phòng cho tàu chở hàng khi có nhu cầu. Trong trường hợp đầu tư luôn để khai thác tàu hàng chạy Bắc Nam, vốn đầu tư cho phương án này sẽ gần 72 tỷ đô la. VOA dẫn tạp chí điện tử đầu tư tài chính và một số báo khác cho hay phương án 3 đã nhận được sự tán động từ Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, các bản tin hôm 30 tháng 11 trên VN Express, VTC News và các trang tin khác nói rằng Bộ kế hoạch đầu tư đưa ra đánh giá không khả thi khi góp ý chính thức đề án của Bộ Giao thông Vận tải. Theo VOA, Bộ kế hoạch đầu tư cho rằng phương án 1 không đáp ứng đủ các yêu cầu của chính phủ và bộ chính trị thuộc Đảng Cộng sản. Phương án 2 không đúng với kiến nghị của Hội đồng thẩm định nhà nước. Còn phương án 3 vừa không đáp ứng được yêu cầu, vừa bất hợp lý về số tiền đầu tư. Hình ảnh một kịch bản của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam tồn tại song song hai hệ thống đường sắt cũ và mới. Bộ này bình luận thêm rằng, liên hệ thực tiễn với kinh nghiệm quốc tế thì hiện nay trên thế giới chưa có tuyến đường sắt tốc độ nào có tốc độ thiết kế là 350 km h có thể vận tải hỗn hợp hành khách và hàng hóa, theo trích dẫn trên VTC News và một số trang tin. VOA nhận xét đánh giá của Bộ Kế hoạch Đầu tư có sự cộng hưởng với quan điểm của một loạt các chuyên gia nhà khoa học am hiểu về đường sắt. Họ cũng chính là thành viên của các hội khoa học kỹ thuật thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam đã nêu ý kiến bằng văn bản gửi tới tạp chí kinh tế Việt Nam, tức VN Economy. VOA trích dẫn văn bản này cho biết, thế giới có đường sắt tốc độ cao chuyên dụng để chở khách, tốc độ đạt tới 350 km/h với tải trọng trục 17 tấn nhưng không ở đâu trên thế giới có đường sắt tốc độ cao khai thác hỗn hợp cả tàu khách và tàu hàng với tải trọng trục 22,5 tấn mà tốc độ các đoàn tàu lại trên 300 km h Lý do là bởi không đảm bảo được năng lực thông qua và an toàn chạy tàu. Các nhà khoa học và chuyên gia này tiếp đó lên tiếng cảnh báo vì vậy nếu chủ trương thực thi theo kịch bản 350 km h chạy tàu hỗn hợp nêu trên sẽ là một cuộc thử nghiệm hết sức tốn kém, đầy rủi ro và nhiều hệ lụy đối với nền kinh tế của đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .d với bản tin Bộ kế hoạch đầu tư bác cả 3 phương án xây đường sắt tốc độ cao do Bộ giao thông đề xuất. Vụ trương Mỹ Lan lớn nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Ngày 29 tháng 11, VOA Tiếng Việt tiếp tục có bài bình luận về vụ án Vạn Thịnh Phát với tựa đề Vụ Trương Mỹ Lan lớn nhất chưa từng thấy, hậu quả rất nghiêm trọng. VOA cho hay, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố hàng loạt tội danh bao gồm vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, đưa hối lộ, tham mô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc phát hành trái phiếu rác cho dân. Tất cả những tội danh này đều xảy ra tại hay liên quan đến ngân hàng SCB. Vì quay dẫn lời luật sư Trần Quốc Thuận từng là phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, bày tỏ lòng căm hận, căm thù đối với bà Lan và đồng bọn của bà trong vụ án mà ông mô tả là bọn hút máu dân. Đây là vụ án chưa từng thấy lớn nhất kể từ khi Đảng Cộng sản cầm quyền, ông Thuận cho biết. Vì quay cũng dẫn lời blogger Ba Sàm, ông Nguyễn Hữu Vinh nhận định rằng hậu quả kinh tế trong vụ án bà Trương Mỹ Lan là rất khủng khiếp tầm mức khuyên loát của vụ việc trong hệ thống ngân hàng và cả trong chính quyền là rất ghê gớm, ông nhận định, hình ảnh bài trên VOA. Blogger này cho rằng hai vấn đề quan ngại hiện nay là tác động của vụ việc đối với hệ thống ngân hàng của Việt Nam phải làm sao để tránh sụp đổ dây chuyền và bồi thường cho các nạn nhân của SCB như thế nào. Tuy nhiên, ông cho rằng chính quyền Việt Nam vẫn có thể giải quyết được hậu quả ở SCB Kể từ khi bà Lan bị bắt hồi tháng 10 năm ngoái, ngân hàng này đã bị ngân hàng nhà nước kiểm soát đặc biệt và hiện tại mọi hoạt động vay gửi tiền ở ngân hàng này vẫn diễn ra bình thường. Đồng quan điểm VOA dẫn lời chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cho rằng đây là vụ án vô tiền khoáng hậu trong lịch sử tố tụng của Việt Nam. Cái mà có lẽ đau lòng nhất là ngoài kia có hàng chục nghìn nạn nhân là những nhà đầu tư vào các trái phiếu của Vạn Thịnh Phát. Ông Hiếu nói, vì vậy, cho biết các công ty con trong tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc đã có hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu thông qua ngân hàng SCB để chiếm đoạt số tiền lên tới 2,4 tỷ đô la của hơn 40.000 nạn nhân, đa số là dân lao động và tầng lớp trung lưu. Vụ án này được công an tách ra để điều tra riêng. Ông Hiếu bày tỏ băn khoăn, không biết chừng nào các nạn nhân trái phiếu mới nhận lại được tiền. Vì với mức độ nghiêm trọng như thế thì việc điều tra các tài sản liên quan cũng sẽ mất đến vài năm. Hình ảnh bà Trương Mỹ Lan, người đã thao túng tuyệt đối ngân hàng SCB. Còn đối với những người gửi tiền vào SCB, chuyên gia này cho rằng không đáng lo vì số tiền của họ được công ty bảo hiểm tiền gửi quốc gia đảm bảo. Trong trường hợp SCB phá sản thì những người gửi tiền tại SCB sẽ được bảo hiểm tới mức giá mà pháp luật quy định. Ông Hiếu giải thích. Còn những ai gửi nhiều hơn mức đó thì phải đợi cho đến khi tất cả tài sản của SCB được thanh lý thì mới được bồi thường tiếp. Nhận định về khả năng vụ việc ở SCB có tác động dây chuyền đến hệ thống ngân hàng Việt Nam hay không, ông Hiếu cho rằng có thể có, vì trong hệ thống ngân hàng, các ngân hàng dù có tài sản riêng biệt nhưng lại hay vay mượn lẫn nhau. Nó có thể tạo ra sự bất an cho khách hàng của các ngân hàng khác, trường hợp SCB có thể chính phủ và ngân hàng nhà nước sẽ tìm cách cô lập nó để tác động không có tính chất lan tỏa, ông nói. Theo VOA, bên cạnh việc bày tỏ sự phẫn nộ, nhiều người dân và một số cơ quan báo chí Việt Nam còn chỉ trích, chất vấn về trách nhiệm của các cơ quan quản lý cũng như mức độ chặt chẽ của các quy định pháp luật. Họ cho rằng các sai phạm sự buông lỏng quản lý không chỉ dừng lại ở bà Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra ngân hàng nhà nước. Vì vậy, các nhà chức trách cần điều tra kỹ lưỡng thêm nữa để làm rõ còn có những quan chức nào liên quan, đồng thời để bịt lại các kẻ hở, lỗ hỏng nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự trong tương lai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Vụ trường Mỹ Lan lớn nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d